về nhà. Mấy phun nè. Tại mình đi chiếu không có hoa, hay đẹp này nhá. Quá à nè. Được á, cô ba chụp đây đường nè cô ba. Dừng dừng lại cho anh ba đi trước đi một. Đẩy qua cầu 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 dây. Được thôi, đẩy trước đi. Chứ anh ba về về. Anh ba đi về về khó đi thôi. Qua bên cái khu nghỉ dưỡng. Trò chơi bữa nay vừa qua Tết cho nên vắng khách. Ở dưới này là hồ cá kêu là cá koi, cá của Nhật Bản đó, còn nó cũng có nhiều cá nhưng mà đa số chỉ cá nhỏ thôi chứ không có cá lớn. Triệu một ngày đêm hả không? Cái nhà này nè, nhà nhỏ này. Nó có các bạn, mỗi nhà có cái bạn. Vậy hả? Dạ em không có, hồi nãy em không có biết gì hết. Dạ hỏi sao hỏi. Có nhu cầu nữa thì hỏi. Vậy có cần đi Đà Nẵng không? Đây nhìn thấy là có cần đi không? Còn cảnh đi nhậu kia là về. Rồi con đi ngồi kia. Nước dơ quá. Yeah.
vậy? Có cá hả? Đó, con cá màu đỏ đỏ bông bông rồi đó. Ừ. Đó. Cá cá lớn cũng có, nhỏ nhỏ cũng có, nhưng mà đều nói chung cũng không có con cá nào thiệt lớn. Cá Nhật Bản. Ừ, cá không một dạng cá lớn á. Cá coi trong mạng nó vua cá coi không. Cái cây này cây da hay cây bồ đề á? Cái cây da thấy, thấy nó mấy có mấy rễ nó hồng hồng xuống ha. Dạ. Cái bồ đề đâu có hả? Ừ. Yến nó nói là có cái mấy cái rễ hồng hồng xuống chị hả? Ở đó vậy? Ở đó giờ anh Ba cũng không biết. Một biết cây này cây gì không một? Cái ranh nãy giờ anh Ba có quay một trong một có gì này mấy cái lồng nuôi chim hả? Mấy cái chim đâu không thấy, chỉ thấy có cái lồng thôi. Này dây cho dành cho mấy vườn trẻ thì chắc. Lên xí. Bên này xuống.